Hầu thì không nản lòng khi bị tấn công. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một vở kịch mới vừa được Anh và Ukraine thực hiện nhằm khích lệ tinh thần những người ủng hộ Ukraine. Giữa lúc mà Quốc hội Mỹ vẫn không chịu thông qua khoản viện trợ mới để tiếp máu cho cuộc chiến. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ tiếp tục phân tích tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ để xem người Nga có quan điểm như thế nào về vấn đề này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết liệu Anh có dám đảm bảo an ninh cho Ukraine? Tại khu vực Seves của vùng Donetsk, Nga đã có những bước tiến nhỏ về phía đông nam thành phố. Ngoài ra, họ rất có thể đang chuẩn bị cho một nỗ lực mới nhằm tấn công trở lại Adipka, hướng tấn công dự định giữa làng Stepney và nhà máy than cốc Adipka. Cuối cùng, họ sẽ cắt đứt đường cao tốc O0542 ở phía tây của thành phố. Tuy nhiên, tin tức đáng chú ý nhất lúc này chính là việc Thủ tướng Anh Rishi Sunak có mặt tại Kiev vào ngày hôm qua để công bố gói viện trợ quân sự trị giá hơn 3 tỷ đô la cho Ukraina trong năm tài chính tiếp theo. Đây là cam kết lớn nhất của anh kể từ khi Nga tấn công Ukraina. Gói viện trợ bao gồm hàng trăm nghìn quả đạn pháo, vũ khí chống tăng, tên lửa tầm xa cũng như các hoạt động huấn luyện cho quân đội Ukraina. Tổng thống Zelensky đã gọi sự hỗ trợ này của anh là chưa từng có. Đặc biệt, Thủ tướng Sunak đã ký một thỏa thuận đảm bảo an ninh với tổng thống Zelensky có tên chính thức là thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Ukraine và Anh có thời hạn là 10 năm. Bất chấp tuyên bố chứa đầy các cụm từ Hoa Mỹ mà cả Anh và Ukraine đưa ra, nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết thỏa thuận đảm bảo an ninh giữa hai nước chỉ là một tuyên bố chống giống. đơn giản nó chỉ là sự chính thức hóa cho các hoạt động hỗ trợ của Anh tại Ukraine và Anh không có nghĩa vụ tham chiến để bảo vệ Ukraine trong trường hợp Nga tấn công nước này trong tương lai. Do đó, nói trắng ra thì anh đang thông qua người ủy nhiệm Ukraine để làm suy yếu nước Nga. Hơn nữa, cụm từ bảo đảm cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong văn bản thỏa thuận này, và quan trọng là nó nằm trong phần nghĩa vụ của Ukraine, chứ không phải là của anh. Cụ thể, thỏa thuận viết rằng Ukraine đảm bảo việc bảo vệ các công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ này. Như vậy thì thỏa thuận này chủ yếu là dùng để làm truyền thông và phục vụ mục đích chính trị. Để thể hiện sự ủng hộ liên tục của Anh dành cho Kiev trong tình hình quân sự khó khăn, cũng như trong lúc Mỹ không chắc có tiếp tục viện trợ thêm cho Ukraine hay không. Phương Tây mắc sai lầm tại Ukraine, lãng phí vô ích nhân lực và tiền bạc. Trước thời điểm Anh công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine, thì đã xuất hiện một tiếng nói bất đồng hiếm hoi đến từ khu vực Trung và Đông Âu, vốn ủng hộ Ukraine đó là Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông ấy lại khuấy động tình thế và gây ra sự phẫn nộ trong giới lãnh đạo châu Âu sau khi viết một bài sát luận trong tuần này. Trong đó, ông chỉ trích phương Tây vì đã khiến cho Ukraine phạm sai lầm. Hơn nữa, bài sát luận được công bố vào đúng thời điểm mà Tổng thống Zelensky có chuyến công du tới các quốc gia bản tích để kêu gọi đồng minh bổ sung vũ khí cho quân đội Ukraine. Thủ tướng Fico chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo NATO đã liên tục có quan điểm sai lầm ông gọi những quan điểm đó là tầm nhìn đơn sắc về cuộc chiến, một câu chuyện đơn giản được thêu dệt ở Washington hoặc Bruxelles. Chúng đã dẫn tới hết sai lầm này đến sai lầm khác và gây ra đau khổ lớn hơn cho tất cả mọi người trong cuộc xung đột kéo dài không cần thiết. Thủ tướng Fico cũng đề cập đến sự lãng phí vô ích về nhân lực và tiền bạc mà các đồng minh phương Tây đã mắc phải khi tìm cách bơm thêm hàng tỷ đô la và vũ khí vào Ukraine. Ông dự đoán rằng khoản tiền hỗ trợ 50 tỷ euro của EU vốn đang bị Hungary cản trở, nếu như được giải ngân cũng chỉ khiến cho các nghĩa trang Ukraine có thêm hàng nghìn binh sĩ bị thiệt mạng. Thủ tướng Fico cho biết cuộc tấn công của Nga là kết quả của hiệu ứng domino tiêu cực từ cuộc đảo chính năm 2014. Ông viết như sau, Nga đã phản ứng trước tình hình an ninh và áp lực gia nhập NATO của Ukraine bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế, sử dụng lực lượng quân sự mà không có sự ủy quyền của quốc tế. Các nước lớn thường làm như vậy, hãy xem Mỹ đã làm những gì ở Iraq. Và phương Tây, thay vì ngay lập tức nỗ lực hết sức để đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng vào đầu năm 2022, thì họ lại tiếp tục mắc một sai lầm lớn. Họ đã đánh giá sai việc sử dụng lực lượng quân sự của Nga như là một cơ hội để buộc Nga phải quỳ gối. Điều gây chú ý đó là, bất chấp hàng đống tiền đổ vào Ukraine, Thủ tướng Fico tuyên bố rằng trò chơi đã kết thúc và sẽ không có cách gì để thay đổi kết quả, bất kể chính sách của EU và Mỹ có ra sao nga hoàn toàn kiểm soát được các vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng về mặt quân sự ukraine không có khả năng thực hiện bất kỳ một cuộc phản công có ý nghĩa nào và nước này trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ tài chính từ phương tây với nhiều rủi ro khó lường trước được ông fico viết rằng vị thế của tổng thống ukraine đang bị lung lay trong khi vị thế của tổng thống nga càng ngày càng gia tăng và củng cố sự ủng hộ chính trị của mình cả nền kinh tế nga lẫn đồng tiền nga đều không sụp đổ và các lệnh trừng phạt chống nga đã làm tăng khả năng tự cung tự cấp nội bộ của đất nước rộng lớn này. Trong khi đó, giới lãnh đạo Kiev trong những tháng qua đã liên tục đổ lỗi cho chính quyền ông Biden nếu như họ thua cuộc. Tránh văn phòng Tổng thống Andrew Jermak vào hôm 6 tháng 1 nói rằng nếu Mỹ hoán viện trợ quân sự cho Ukraine, sẽ có nguy cơ lớn Ukraine thua trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, không chỉ đảng Cộng hòa mà ngay cả đảng Dân Chủ cũng đang phớt lờ lời kêu gọi thống thiết này. Đơn giản là vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ còn quan trọng hơn nhiều so với vận mệnh của Ukraine. Đảng Dân chủ vẫn không thỏa hiệp, từ chối bảo vệ an ninh nước Mỹ. Thỏa thuận giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa liên quan đến việc phê duyệt khoản hỗ trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine một lần nữa có nguy cơ bị phá vỡ. Tờ The Hill vào ngày hôm qua đưa tin rằng, Đảng Dân chủ bác bỏ điều kiện của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson về việc đảm bảo các biện pháp an ninh biên giới mới nghiêm ngặt để đổi lấy viện trợ cho Ukraine. Trước đó thì ông Johnson cho biết, Đảng Cộng hòa sẽ phản đối bất kỳ một khoản viện trợ mới nào cho Ukraine trừ khi thỏa thuận đó đi kèm với các điều khoản về dự luật biên giới như là hạn chế nhập cư, tái lập chính sách ở lại Mexico dưới thời của cựu tổng thống Trump và tiếp tục xây dựng bức tường biên giới ngăn với Mexico. Có điều là Đảng Dân chủ chỉ đồng ý ủng hộ nguồn tài trợ mới cho các hoạt động an ninh biên giới nhưng không ủng hộ các biện pháp hạn chế nhập cư cứng rắn mà phe đối lập mong muốn. Đảng dân chủ tuyên bố sẽ ngăn chặn việc thông qua bất kỳ một điều khoản nào như vậy. Một khi chủ tịch Hạ viện đưa ra biểu quyết. Ngay cả khi chúng bao gồm cả các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine. Đương nhiên thì ai cũng hiểu hạn chế nhập cư sẽ là đòn chí tử vào tổng thống Joe Biden, bởi vì ông ấy rất cần phiếu bầu của hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, vốn sẽ được Đảng dân chủ nhanh chóng phê duyệt trở thành công dân Mỹ. Do đó, tổng thống Biden đã đảo ngược hầu hết các chính sách của Trump và khôi phục nhiều chính sách ủng hộ nhập cư có từ thời Obama. Có điều là nhiều trong số những người nhập cư bất hợp pháp lại là tội phạm ma túy, khủng bố hồi giáo và gián điệp Trung Quốc. Do đó, Đảng Cộng hòa rất lo ngại về việc mở cửa biên giới thì sẽ gây nguy cơ cho an ninh nước Mỹ. Đây là điểm khác biệt sâu sắc giữa phe Cộng hòa và phe dân chủ và nó thể hiện qua hai yếu tố trái ngược nhau của các nghị sĩ Mỹ. Ngày hôm qua thì dân biểu Cộng hòa Warren Davidson đã tuyên bố rằng: "Tôi không muốn tài trợ cho chính phủ của mình trừ khi chính quyền Biden đảm bảo an ninh biên giới." chứ đừng nói đến việc tài trợ cho chính phủ Ukraine để đổi lấy việc bảo vệ người dân nước Mỹ. Trong khi đó, dân biểu Đảng Dân Chủ John Van Gass nói rằng Đảng Cộng Hòa đang bỏ mặc số phận người Ukraine. Thật đáng buồn. Tôi nghĩ đó là một tình huống khủng khiếp, nhưng tôi nghĩ đó là những gì họ đang làm. Trong bối cảnh như vậy, thì Tổng thống Biden chắc chắn nhiệt liệt ủng hộ thỏa thuận an ninh cùng khoản viện trợ quân sự hơn 3 tỷ đô la mà anh vừa tuyên bố dành cho Ukraine. Điều đó cho thấy giới lãnh đạo theo chủ nghĩa toàn cầu ở Anh và Mỹ vẫn muốn tiếp tục kéo dài chiến tranh. Nhưng mà bất kỳ một sự hỗ trợ nào từ chính phủ Anh cũng không thể thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ từ Mỹ. Do đó, triển vọng tương lai của cuộc chiến Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Quốc hội Mỹ. Trong thời điểm cả Mỹ và NATO xa lầy tại cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine, xung đột ở Biển Đỏ có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông. Hau thi không nản lòng khi Anh, Mỹ tấn công nhiều mục tiêu ở Yemen. Vào đêm thứ Năm ngày 11 tháng 1, Mỹ và Anh đã dẫn đầu cuộc tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu do Houthi kiểm soát ở Yemen. Bộ chỉ huy Trung Đông của lực lượng không quân Hoa Kỳ tuyên bố cuộc tấn công kết hợp giữa máy bay chiến đấu, tàu khu trục và các tàu ngầm nhắm vào nút chỉ huy, kho đạn dược, hệ thống tên lửa, hệ thống radar phòng không của Houthi. Trong khi đó, Tổng thống Biden tuyên bố rằng các cuộc tấn công này đã nhận được sự hỗ trợ từ Úc, Canada, Hà Lan và Bahrain. Đồng thời, ông cũng cho biết sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân của chúng tôi và dòng chảy tự do thương mại quốc tế khi cần thiết. Hãng tin Arab News cho biết rằng có các vụ nổ tại nhiều địa điểm, gồm có căn cứ quân sự gần sân bay ở thủ đô Sana, thành phố Taiz, căn cứ hải quân tại cảng Hodeida, các địa điểm quân sự ở tỉnh Haiza, ở Yemen. Mặc dù cuộc tấn công của liên quân có vẻ dữ dội, nhưng mà nó lại tương đối ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút. Và điểm mấu chốt ở đây đó là có vẻ như cuộc tấn công này vẫn không ngăn cản được quyết tâm của lực lượng Houthi tấn công tàu bè ở Biển Đỏ và thậm chí là cả các tàu hải quân của phương Tây. Newsweek đã dẫn lời phát ngôn viên của nhóm Houthi, Nasreddin Ame, nói rằng bất kỳ một cuộc tấn công nào chống lại chúng tôi sẽ bị đáp trả một cách tuyệt đối, không chút nghi ngờ bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm và khu vực sẽ đứng trước bờ vực leo thang mà không ai biết được kết cục của nó. Đã có những dấu hiệu khủng hoảng khi hãng tin Arab News cho biết rằng Giá dầu Brent đã tăng mạnh 2 USD trên một thùng do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn. Dữ liệu theo dõi tàu thương mại cũng cho thấy ít nhất là 4 tàu chở dầu đang chuyển hướng khỏi biển đỏ. Cuộc tấn công vào Yemen đã khiến cho lưu lượng vận chuyển thương mại trong khu vực biển đỏ giảm hẳn. Lực lượng hàng hải liên hợp do Mỹ đứng đầu khuyến cáo tất cả các tàu thuyền nên tránh xa eo biển 3 Emanet và tạm dừng lưu thông trên biển đỏ sau khi Hoa Kỳ thực hiện hành động quân sự này. Phản ứng bất ngờ của Nga trước các cuộc tấn công tại biển đỏ của Houthi. Phản ứng trước các cuộc tấn công của liên quân Anh Mỹ, CNBC đã dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng Houthi là Hussein A. -Ezi, nói rằng Mỹ và Anh chắc chắn sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và chịu mọi hậu quả thảm khốc vì đã hành động gây hấn trắng trợn. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết hiện tại thì họ không có kế hoạch gửi thêm quân hoặc thiết bị tới khu vực mà sẽ theo dõi tình hình. Đồng thời, mọi con mắt cũng đang đều đổ dồn vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria vốn có nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa của nhóm đồng minh với Houthi. Có một điều quan trọng là Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã chỉ đích danh vai trò của Iran đứng sau các vụ tấn công của Houthi. Tướng Michel Eric Kuria là tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố rằng chúng tôi buộc các chiến binh Houthi và các nhà tài trợ Iran của họ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bất hợp pháp, bừa bãi và liều lĩnh vào tuyến vận tải biển quốc tế đã ảnh hưởng đến 55 quốc gia cho đến nay bao gồm cả việc gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng trăm thủy thủ, trong đó có cả người Mỹ. Chính hãng tin Arab News cũng thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Houthi đã buộc các tàu thương mại phải di chuyển trên tuyến đường dài hơn, tốn kém hơn xung quanh châu Phi, tạo ra một mối lo ngại về đợt lạm phát mới và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhà sản xuất ô tô Tesla cho biết sự chậm trễ trong việc vận chuyển linh kiện từ châu Á do tình trạng bất ổn ở Biển Đỏ đã buộc họ phải đóng cửa nhà máy ở Đức trong hai tuần. Đây là nhà sản xuất lớn đầu tiên đưa ra thông báo như vậy. Ngày hôm nay, nhóm Houthi được cho là đã tấn công tên lửa nhầm vào một tàu chở dầu của Nga. Theo Reuters, thì vụ việc này xảy ra vào hôm 12 tháng 1 ngoài khơi Yemen, nhưng mà may mắn là tên lửa đã rơi xuống biển và không gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn hay là con tàu. Đây cũng là lần thứ hai mà Houthi đã vô tình tấn công một tàu chở dầu của Nga. Trong bối cảnh hiện tại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã ra thông báo chỉ trích cuộc tấn công của phương Tây như thể muốn biến biển đỏ thành một bể máu. Ông cũng lên án việc sử dụng vũ lực của liên quân Anh Mỹ là không cân xứng. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp hơn hai chục cuộc tấn công trước đó nhắm vào tuyến hàng hải thương mại trong những tháng vừa qua của lực lượng thi. Ngày hôm qua, Nga đã lên án cuộc tấn công vào Yemen. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zarakova đã nói như sau. Chúng tôi cực lực lên án những hành động vô trách nhiệm của Mỹ và các đồng minh. Bà này nói thêm rằng Moscow đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do lo ngại sự leo thang quân sự quy mô lớn ở Biển Đỏ có thể gây ra sự bất ổn trên khắp Trung Đông. Có một điều bất ngờ đó là trước khi Mỹ, Anh mở cuộc tấn công vào các cơ sở của Houthi khoảng một tuần, tức là vào ngày 3 tháng 1 thì chính Nga cũng từng công khai lên án lực lượng Houthi. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố như sau Chúng tôi thực sự quan ngại về tình hình ở Biển Đỏ, các tuyến đường thương mại của nó là huyết mạch quan trọng cho thương mại quốc tế và đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định và thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu. Giao thông hàng hải tự do và an toàn trong khu vực là rất quan trọng để đảm bảo cung cấp bền vững hàng hóa thương mại và nhân đạo. Điều này là rất quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, bao gồm cả Yemen. Chúng tôi lên án mạnh mẽ tất cả các cuộc tấn công vào tàu dân sự gây nguy hiểm không chỉ cho tự do và an ninh hàng hải mà còn cho cả tính mạng và sức khỏe của những người đi biển. Hơn nữa, chúng tạo thêm rủi ro và làm tăng sự bất ổn trong khu vực vốn đã bốc cháy này. Liên quan đến vấn đề đó, Nga ủng hộ tuyên bố báo chí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ đề này được thông qua vào ngày 1 tháng 12. Chúng tôi kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt mọi hành động có thể tạo ra mối đe dọa cho các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Xin hãy kiềm chế và thực hiện hành vi có trách nhiệm. Lực lượng Houthi phải tôn trọng các nguyên tắc an toàn hàng hải. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho tàu Galaxy Leader cùng thủy thủ đoàn. Như vậy thì ta có thể thấy, thay vì ngầm chấp thuận các cuộc tấn công của Houthi như một hình thức đáp trả cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga hay thể hiện tình đoàn kết với Palestine, Nga đã lên án lực lượng Houthi tại Hội đồng Bảo an là vô trách nhiệm và gây tổn hại cho Biển Đỏ. Giới quan sát nhận định rằng, việc Nga lên án các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ là muốn làm rõ quan điểm của nước này một lần nữa. Trong bối cảnh phương Tây đang muốn mạnh tay tại Biển Đỏ để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột tại Biển Đỏ này. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.